Em Bình xin kính chào toàn thể các ông các bà, cô chú anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Đá Vùng Cao. Em Bình xin chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công ngặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì em Bình cùng với cháu Tiến và cháu Mí Và cùng mẹ em Bình đi lấy cây ngô nhá các bác ạ. Thân cây ngô thì cũng khô rồi, lấy về để mà được nấu cắm lợn. Chỗ em Bình là ở trên vùng cao nguyên đá nên là cây cối cũng rất là ít thôi các bác ạ. Không chặt củi được nên phải tận dụng những cái thân cây ngô này để đi đun nấu cho lợn nhé các bác cô chú ạ. Những cái cây bên này cũng là của nhà em Bình. Những cây có thể là sau này được dùng đến. Còn trên này là củi của nhà em Bình nhé. Củi cũng khá là nhiều nhưng mà thời gian này thì em Bình cũng không có nhiều thời gian để về nhà giúp mẹ nên là cũng chưa chặt củi được. Thì em Bình xin chỉ tay để cho các bác biết là củi nhà em Bình từ đâu đến đâu nhá. Củi nhà em Bình là từ bên cái khu bên này, xa tít bên này luôn nên các bác ạ. Cũng ít thôi nhưng mà cũng đủ để dùng trong gia đình rồi. Lại những cái chỗ bên này là cỏ bò của gia đình em Bình ấy. Cỏ bò cũng khá là nhiều. Còn cái chỗ bên này là của nhà chú, không phải. Thì bên này là của nhà em Bình nhá. Cỏ bò. Bây giờ thì sẽ đưa các bác cô chú đi xem hai cháu với mẹ em Bình làm việc. Đấy, mẹ em Bình đang chặt cành ngô. Có làm được không hả Tiến? Không không nếu mà không nhổ được thì thôi nhá. Ừ, cẩn thận nhá. Ừ, cháu nhìn vào đây nè. Đấy, xin chào các bà nè. Con xin chào các bà. Ừ, ngoan. Đấy. Còn cháu Mí Và nữa. Con xin chào các bà. Ừ, đấy. Thì là cháu Mí Và là em Bình chỉ cho là trước khi chào là phải khoanh tay. Nên là bây giờ là khoanh tay chào hỏi. Đấy, nếu mà cháu không làm được thì kệ bà khác tự làm nhá. Ừ. Ừ. Không lại tí mệt quá. Những việc người nhỏ thì làm việc nhỏ các bác ạ. Nếu mà không chỉ cho các cháu làm sau này lớn lên là sẽ lười đấy. Chỉ cho các cháu làm nữa. Lần sau ra cùng bà ngoại thì phải lấy con dao ra nhá Tiến nhá. Ừ, mới làm được, còn nhổ thế này thì hơi cứng một tí, không nhổ được. Đấy. À, cháu Mí Và ra nhà em Bình là cũng được mấy hôm nay rồi. Hôm qua hôm kia đi nhà cháu Tiến. Đấy, với đây cậu hỏi tí là cháu. Đấy. Cháu Mí Và cùng cháu đi chơi nhà cháu có vui không? Có, đấy, vừa ra luôn đấy các bác ạ. Hai anh em là vừa từ trên nhà xuống. Từ nhà cháu Tiến xuống đây thì cũng gần thôi đấy. Được rồi, đấy, cháu đi hộ bà ngoại đi đấy. Hộ được thế nào thì hộ nhé đấy. Lát nữa thì em Bình sẽ cùng mẹ là điệu những cây ngô này đi về. Hai cháu thì cũng chỉ ra đây để vui thôi đấy, chứ cũng không làm được gì đấy. Hai cháu còn rất nhỏ. Nhưng mà các cháu ở trên vùng cao là tự lập sớm nên là cũng biết làm một tí rồi các bác ạ. Đấy, cháu Mí Và là cháu bên này nhá. Đấy, còn cháu này là cháu Tiến của em Bình. Đấy, là em Bình là cậu ấy. Ngày trước cũng có dạy học cho Mai Nô. Đấy, cháu Mí Và thì như những thước phim trước em Bình có chia sẻ ấy. Em Bình vào thì đưa ra mua quần áo rồi là cắt tóc cho cháu. Thì thời gian này cháu cũng nghỉ học nên là cháu nói là ở với em Bình vài hôm. Đấy, thì em Bình cũng bảo là ừ thì cũng được. Vì là cháu thì cũng về nhà cũng không làm gì ấy, còn nhỏ. Với lại cháu thiếu thốn bố mẹ cũng như là ăn uống rồi là nhiều cái không được đầy đủ cho lắm. Thì ở cùng với em Bình thì tuy nhiên là cũng không có gì đâu. Nhưng mà ở cùng thì có mẹ em Bình rồi là mọi người nấu cơm, là ăn đầy đủ, chăm sóc hơn, tốt hơn. Đấy, mà hôm nay thì cháu Mí Và cũng vui hơn, là khỏe mạnh hơn nhiều rồi các bác nhé. Đấy. Còn chỗ đất trên này thì ngày hôm nay thì em Bình chia sẻ cái thuyết phim này là thuyết phim cháu Mí Và với lại cháu Tiến. Đấy, cùng mẹ em Bình đi làm việc cho các bác theo dõi những cái công việc hàng ngày. Đấy, của gia đình em Bình cho các bác theo dõi nhé. Đấy, cái chỗ đất bé bé thì trên này là được trồng đậu. Đấy, vì là cái chỗ đất này là ngày trước trồng cỏ bò thì cũng phá ra để mà trồng đậu rồi nên là cái đất trên kia là trồng đậu. Đất ở trên vùng cao thì rất là ít thôi các bác ạ. Đấy, không nhiều như là ở dưới đồng bằng vì đây toàn núi đá thôi. Đây, bên này thì cũng
trồng được một ít khoai lang này các bạn. Đấy. Bên này là khoai lang thì có thể ăn cái ngọn cũng như là có thể ăn khoai nữa nhé. Nó vừa cho lợn nữa cũng ăn được nữa các bạn ạ. Đấy. Cái ngọn khoai lang là xào với tỏi là ăn cũng khá là ngon. Đấy, đất đai nhà em Bình thì cũng rất là ít thôi. Đấy, có mỗi một tí ở đây thôi các bác ạ. Đấy, cũng không đủ canh tác. Vì là ngày xưa là anh em của bố em Bình là cũng khá đông. Nên là sau này chia đất đai thì mỗi người chỉ được một tí thôi. Đấy, xin thưa các bác cô chú nhé. Hiện tại thì hai cháu với lại em Bình và mẹ em Bình đã về đến nhà rồi. Bây giờ thì cũng không làm gì ấy. Nên là hai cháu sẽ tập xe đạp. Đấy, cháu tiếp biết đi chưa? Cháu biết rồi. Cháu biết rồi à? Thế dạy cho cháu Mí Và nhá. Cháu Mí Và là em hay là anh rồi? Là anh rồi. Anh rồi á? Vâng. À, cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? Học lớp mấy? Lớp là... Con Tiến? Cháu lớp 4. Lớp 4 à? À, thế là lớn hơn 1 tuổi. Thế anh em tập xe nhá. Vâng. Ừ, cháu thử đi cho cậu nhìn nè. Đi một vòng bên kia ra nè. Đi từ thôi nhá. Đấy. Xe đạp này là xe đạp ngày trước được các anh chị ở dưới thành phố Thái Nguyên tặng cho em Bình ấy các bác ạ. Cũng rất là lâu không đi rồi, xe thì cũng khá là cũ rồi. Nhưng mà vẫn đi được nhé. Vẫn có thể tập được. Ê, có thích đi xe đạp không? Cháu? Hả? Thích. Thích à? Ừ, thế thì bảo em Tiến cũng như là bạn Tiến chỉ cho cháu nhé. Ừ. Có ăn phanh không Tiến? Có. Có phanh không? Có. Vẫn có phanh à? Ừ, thử dừng lại nè, dừng lại cho cậu nhìn nè. À, được rồi, cháu về đây dạy cho cháu Mí Và để tập đi xe nhé. Vâng. Ừ. Anh em bạn bè cùng nhau đi, tập đi. Tiến ở đằng sau dưới nhé. Vâng. Mí Và ăn dè chân để tụa, ông mà chọn nhé. À, thử nè. Đấy, cẩn thận nhá. Ê, sắt được rồi, sắt được. được chưa, cẩn thận nhá. Để cậu dưới hộ, cậu dưới nè. Được rồi, cháu đi, để chú dưới hộ cho. Tiến dưới nữa nhá. Ừ. Ừ. Từ từ thôi nhá. Đấy, dưới chặt vào. Không được rồi. Tiến, từ từ chỉ cho nhá. Hay là tự anh tự đi, đi từ từ thôi. Không được đi nhanh nhá. Ừ. Đấy, bây giờ là hai anh em sẽ tập xe đạp. Đấy, cẩn thận nhá. Giữ chặt vào nhá, Tiến nhá. Không được bỏ tay nhá. Cẩn thận nhá, Mí vào nhá. Lại đi xuống dưới kia. Đấy, bây giờ là hai cháu sẽ tập đi xe đấy các bác ạ. À, thì bây giờ thì cũng sắp tối rồi các bác ạ. Đấy, trời cũng rất là muộn rồi. Đấy, em mình sẽ đi vào trong nhà một tí để nấu cơm ăn tối nữa. Đấy, bây giờ thì hai cháu đã đi tít bên kia rồi. Đi tít đường bên kia, đang tập xe bên kia rồi. Đấy, thì em mình sẽ xin phép tất cả các bác cô chú để mà khép cái video nữa. Cái thiết phim rất là ngắn thôi, truyền tải để cho các bác được theo dõi hai cháu. Còn bây giờ thì em Bình xin cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, quý khán giả đã quan tâm và theo dõi kênh Người Đá Vùng Cao. Em Bình xin trân cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn cô chú anh chị trong những thiết phim video tiếp theo trên kênh Người Đá Vùng Cao. Xin chào. Đấy, cẩn thận nhá. Ừ. Xin chào các ông bà nào ơi. Được rồi, xin chào các ông bà, xong là tập. Đấy. Con xin chào các ông các bà. Xin hẹn các ông các bà. Xin hẹn các ông các bà. Trong những thước phim video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Trên những thước phim video trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Đấy, được, nói giỏi đấy nha. Con nói đi. Con xin chào các ông các bà. Con xin chào các ông các bà. Ừ, giỏi. Đấy, xin chào. Bye. Đấy, giỏi nhá.